Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh xem tin tức, lướt Facebook thì đọc thấy có một câu chuyện rất là hay, cho nên muốn chia sẻ với anh chị em các bạn. Thì mình lên mạng, mình lướt Facebook, mình thấy cái tên Đặng Hữu Nam này nó nói rất là xảo trá và bịp bợm nha anh chị các bạn. Cái tên Đặng Hữu Nam này nó nói người cộng sản là chuyên môn dựng mưu hèn kế bẩn để ngăn chặn mọi việc làm chính đáng của người dân. Tôi thấy cái điều này, cái tên Đặng Hữu Nam này rất là xạo nha. Các bạn thấy tôi là một người dân mà không những tôi đi ra nước ngoài, rồi tôi đi về, rồi tôi đi, có nhiều người họ chụp mũ, họ nói tôi là CIA cả. Tôi xin lỗi, nhiều khi tôi hay cười, anh chị em các bạn thông cảm. Hả? Nước đá à, đây để lấy, cứ mở tủ lấy đi. Anh chị các bạn thấy nhiều khi nó nói là cứ lấy trong tủ đá, lấy để cái ly vô, thế để cái ly vô cái cửa đó, cái máy đó nó rớt rồi. Lấy cái ly lại chút, bận chút. Xin lỗi anh chị các bạn nha, mình like nhưng mà có ít chuyện, nhưng mà để mình chia sẻ anh chị các bạn thấy cái tên Đặng Hữu Nam này nó rất là xảo nguyệt và cháo chở. Bởi vì những cái tên linh mục như vậy nó làm ảnh hưởng đến đạo giáo rất là nhiều. Cái thằng Đặng Hữu Nam này nó bán rẻ cái tôn giáo của nó cho quỷ dữ anh chị các bạn. Nó làm mất đi những cái hình ảnh đẹp của người công giáo, lấy làm rất là tiếc. Tôi cũng chỉ là một người dân bình thường thôi. Anh chị em các bạn, tôi thấy những người mà họ làm công việc cho tôi ở đây cũng vậy. Họ cũng là những người dân rất là chân chất, họ làm việc cần cù. Đâu có cộng sản hay nào mà cấm họ nói hay làm cái gì đâu. Nếu mà không có phạm pháp thì họ vẫn sống bình thường và cuộc sống của họ đâu có gì mà phải gọi là như nó nói đâu. Các bạn thấy, ngay cả tôi là một người dân, tôi có cơ hội đi qua Mỹ rồi đi về, nhiều người cũng chụp mũ nói là tôi là CIA cài về, rồi nào là quỷ thế này, quỷ thế nọ. Các bạn thấy rồi bảo là tôi tiên truyền để đặt mục đích là thế này thế nọ, đi sâu nội bộ này kia. Các bạn thấy thế có công an hay là cơ quan nhà nước nào mà lại hỏi tôi hay điều tra, các bạn thấy sao mày lên mạng người ta tố mày như vậy đó. Các bạn thấy con người ta, mọi người, anh đều đã để vô cái máy nó rớt nước đá ra, anh để vô. Các bạn thấy mọi người đều có quyền bình đẳng và tự do ngôn luận, đâu có ai cấm đâu. Anh cứ để vô đó, rớt nước đá. Xin lỗi chị các bạn, mình đang nói nó bị gián đoạn. Thì các bạn thấy mọi người đều có quyền bình đẳng như cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ đã tuyên bố. Các bạn thấy tất cả mọi thứ nó phải nằm trong cái khuôn khổ pháp luật chứ. Ở Mỹ nó cũng vậy chứ các bạn, đâu phải mình là công dân rồi ra kia mình nói tầm bậy tầm bạ đâu. Như cái thằng Đặng Hữu Nam này, các bạn biết nếu mà nó ở bên Mỹ thì tía má nó nhìn nó cũng ra, bởi vì ra ngoài đường mà hô hào tầm bậy tầm bạ. Các bạn thấy những cái cuộc biểu tình bên Mỹ gần đây, nó cho mày, tao cho mày biểu tình đó, mày ra đó mày nói tầm bậy tầm bạ rồi tao nhìn trên cái màn hình màn ảnh mày làm gì, tao bắt mày sao. Các bạn thấy ngay cả những cái nhóm người mà cờ vàng cờ xí gì bên đó đi ra biểu tình rồi cầm cờ vàng cờ xí chạy ra đó, rồi những cái thành phần mà làm việc cho cơ quan nhà nước ở bên Mỹ, cảnh sát rồi của một số người Việt đó, nó chụp hình nó thấy được là tụi cảnh sát liên bang hình sự lại nó túm đầu túm cổ rồi bắt đầu mất việc, mất công ăn việc làm. Vậy hỏi vậy, ở Việt Nam và so theo cái luật pháp của Mỹ mà một số những người họ đòi hỏi Việt Nam họ áp dụng cái hình thức dân chủ tự do nhân quyền đồ của Mỹ với Việt Nam thì Việt Nam là vượt xa luôn, thừa hết. Cái thằng Đặng Hữu Nam này nó rất là xảo trá và bịp bợm. Đi lướt Facebook thấy nó, con người của nó rất là tồi bại. Những cái thành phần này gọi là mượn chiếc áo nhà tu để kiếm ăn, anh chị các bạn thấy không? Bởi vì tại sao anh em chúng ta lên mạng này để làm cái gì? Mục đích là mình phải vạch mặt cái đám khốn nạn này ra. Nó sống trong một cái đất nước yên bình mà nó cấu kết những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Ngay cả thằng Nam này nó phát biểu những cái câu rất là sốc, anh chị các bạn thấy, mà người dân mình cũng kệ bố nó. Tại vì nó làm vậy thì nó làm ảnh hưởng tới tôn giáo của nó. Sở dĩ tôi không kêu nó là linh mục là gì, nó không có xứng đáng. Tôn giáo mình luôn tôn trọng, tại vì một người tu hành đâu phải là như nó như vậy,
mượn chiếc áo nhà tu đi ra xuyên tạc cái công cuộc phát triển đổi mới của đất nước. Nó đang đạp đổ cái bát cơm cuộc sống yên bình của hơn 90 triệu dân mình. Anh chị em các bạn thấy đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Thấy nó, thằng này nó là một cái tay rất là khủng, nó gần như là một cái tay nếu mà Mỹ lội nó vào trong khủng bố. Anh chị các bạn biết, các bạn đã nhìn thấy rõ cái bộ mặt dân chủ của Mỹ, tự do nhân quyền đa đảng của nó đâu phải là muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đâu. Chỉ có Việt Nam mới để cho người dân có cái cuộc sống mà họ lên mạng họ nói. Tôi nói anh chị các bạn, ngay cả những người lên mạng chống tướng được cũng vậy, chống tùm lum tà la hết, thế mà cơ quan nhà nước cũng để yên. Tại vì đó là cái quyền tự do ngôn luận của người dân, họ có quyền thảo luận những cái gì mà họ chưa hiểu, và cơ quan nhà nước tìm mọi cách để đặng mà giúp họ hiểu rõ vấn đề hơn. Các bạn thấy thằng Đặng Hữu Nam này, nó là một con người phải nói là nó tu hành mà nó bán rẻ linh hồn và tôn giáo của nó cho quỷ dữ. Bởi vì một cái điều rất là khủng khiếp và nguy hiểm khi mà tôn giáo mà đem hòa lẫn vào trong chính trị. Anh chị các bạn biết đó, nó là một cái sự sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Cho nên ở những cái nước phát triển như Mỹ nó cấm nha anh chị các bạn, nó gọi nó nằm trong hiến pháp, điều hiến pháp thứ năm, nó hiến pháp thứ nhất là First Amendment, nó nằm trong cái hiến pháp đó, là unconstitutional, vi hiến. Khi đem tôn giáo vào trong chính trị nó cấm tuyệt đối. Chính trị là chính trị, tôn giáo là tôn giáo, không có đem cái tôn giáo của mình hòa lẫn vào trong đó. Những cái nước phát triển bây giờ là nó cấm tuyệt đối hết. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bởi vì mình thấy mấy cái thành phần này, một số lúc Facebook mấy anh chị các bạn đưa lên mình xem đó, là mình thấy rất là bức xúc. Bởi vì những cái con người này nó đang sống trong một đất nước có tự do, có quyền làm người. Các bạn biết ở bên Mỹ mà dân mà cảnh sát Mỹ mà nó ngừng xe lại không cần biết lý do gì mà cứ ụ é với nó hả, nó quất một cái là từ gãi răng cho đến bể đầu, nó đá bên này nó quất bên kia, còng số 8 nó còng lại, nó giục vô chiếc xe đằng sau ngồi nó còn thua một con chó các bạn biết, rồi nó đem về bót, nó nhốt ở đó, rồi phải lên tòa, hầu tòa, xuống tòa, chứ đâu phải giỡn đâu. Nhưng còn cái thằng này trong khi đó nó đang sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, yên bình, mà những người cơ quan nhà nước luôn bảo vệ sự bình yên của đất nước. Như các bạn đã thấy đó, hôm nay, hôm qua khi mà dịch bùng phát lại một số các nơi ở khu vực miền Bắc, những người cán bộ người ta đang họp đại hội đảng phải bỏ dở dang cuộc họp để đặng mà tháo giác mà chạy lo cho dân. Các bạn thấy ở trên thế giới này nhìn đi, có ở quốc gia nào một thể chế nào mà lo cho các bạn được như vậy không? Tôi sống ở đất Mỹ bao nhiêu năm rồi, tôi nói cho các bạn biết, đừng có ý lại nghĩ rằng cái hào nhoáng ở bên ngoài của Mỹ nó là số một nhân quyền, cái này nó toàn là xảo trá bịp bợm không. Đụng tới nó đi, thằng Snowden Edward đó, nó là người Mỹ da trắng nha anh chị các bạn, nó là người Mỹ da trắng, nó làm cho bên cơ quan an ninh mật vụ của Mỹ đó, nó thấy những cái sự việc mà chính quyền Mỹ theo dõi người dân bằng cái chương trình gọi là nghe lén nè, chụp rồi máy quay phim đặt khắp mọi nơi đó, cho nên nó tiết lộ ra những cái vụ việc đó khi mà người chính quyền Mỹ họ tự quyền họ theo dõi giám sát những cái cơ quan tư nhân rồi những cái nơi làm việc và những người dân rồi. Nó tiết lộ ra. Các bạn thấy ông Obama mà ra chỉ thị tước quốc tịch nó và nó chạy dắt dò cằn cổ luôn, chạy bán sống bán chết luôn, chạy các bạn biết chạy qua Hồng Kông, chạy qua bên Venezuela, rồi chạy qua Nam Mỹ đó. Rồi xong rồi cuối cùng rồi qua được Nga đứng ra cho nó tị nạn chính trị. Các bạn thấy khủng khiếp không, chứ đâu phải giỡn đâu. Thế thằng Mỹ như vậy thì có ai lên án? Các bạn thấy như con quỷ Nguyễn Ngọc Dư Quỳnh có cái nick rồi là mẹ nấm đó, mẹ nấm mẹ mắm con khỉ gì đó, ở bên Việt Nam cũng chống ghê lắm, qua bên Mỹ rồi sao bây giờ ngồi đó còn thua con chó đó, ngay chỗ nó ở đó ô nhiễm môi trường đủ mọi thứ hết, nó có dám ra đó nó
cái chỗ mà Houston, Texas đến chị bạn, chỗ đó nó có một cái dòng sông nó ô nhiễm nhất thế giới luôn đó. Mà những người dân ở đó sống các bạn biết bị nhiễm chì đó. Nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà tố ai? Mày sống ở đó, công ty người ta làm đó, mày không sống thì mày dọn đi. Đó, giờ thưa ai mà nó có dám ở đó nó nói là ô nhiễm môi trường, độc hại rồi đâu. Ông cố nội cha nó cũng dám đụng nữa. Các bạn thấy nó qua đó xong rồi chụp được với ông Trump xem cái hình xong rồi lên khoe te tét. Rồi sao cuối cùng lại quay qua chửi ông Trump. Rồi bắt đầu bắt mấy cái đám chống cộng bắt đầu nó thấy được cái sự thật của nước Mỹ rồi bắt đầu nó viết ngược lại thì bị mấy cái đám chống cộng bên Mỹ quay qua chửi nhỏ tơi bời ba lá luôn. Các bạn thấy nhục không? Cái sự thật đau lòng không? Để cái thằng quỷ Đặng Hữu Nam này sao nó có cơ hội đi qua bên Mỹ đi lắm mà nhà nước Việt Nam vẫn để nó đi, nó cấu kết những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở bên Cali, ở hải ngoại, mọi nơi hết. Các bạn thấy, nhưng mà nó cố tình nó ở lại rằng mà nó xuyên tạc. Cái thằng này khốn nạn, tôi nói anh chị các bạn, khốn nạn đến tận cùng của con người. Trong khi đó những kiều bào, những cái người Việt ở hải ngoại, người ta có tấm lòng với quê hương, người ta đem người ta quay về với quê hương trong tình thương mến thương. Các bạn thấy hiện nay hàng trăm hàng người Việt kiều bào hải ngoại họ trông chờ nhà nước Việt Nam mở cửa để họ về quê hương, để họ về quê hương về để trong niềm vui tai bắt mặt mừng. Trong khi đó họ đang sống ở bên Mỹ như là một cái tù thiếu thốn rồi nó cái cuộc sống nó bế tắc mọi thứ hết. Các bạn thấy một đất nước mà một chính quyền, một cơ chế, khi mà có biến cố gì trong một cái xã hội, mọi người tiên phong mà chạy dắt dò cằn cổ luôn để đặng mà khoanh vùng, tìm ra những cái dịch COVID để đặng mà ngăn chặn cho người dân được sống yên bình. Mà cái thằng khốn nạn này nó lại lên nó xảo trá. Đúng là cái đám này nó bị gì, nó cố tình nó làm những cái chuyện rất là dơ bẩn, làm ô nhục đạo giáo. Tôn giáo nào cũng là tôn giáo, đạo thì không có xấu, nhưng mà chỉ có mấy cái thằng khốn nạn như cái tên Đặng Hữu Nam này, nó khốn nạn đến tận cùng của trái đất. Tôi nói anh chị các bạn biết, nó mà đi ra ngoài đường, tôi nói anh chị các bạn, tại nó đi nó trốn nó ngọn xe nó cũng trốn, nó mà đi từ Nam ra Bắc hay từ đâu, tôi nói anh chị mình, nó dám đi lân tơn ngoài đường, dân Việt Nam bẻ răng này. Tôi nói thật đấy, tại vì cái cách của nó làm rất là vô nhân bản. Ngay cả những người dân ở miền Trung, các bạn thấy những cái cách mà nó xảo trá, nó bị bợm. Những người dân ngoài Đà Nẵng, người dân trong cái công giáo đó, người ta còn xuống, người ta phản đối nó mà. Nó đi, nó trốn thấy mẹ, nó đun ngồi xe. Nó mà dám mở cửa xuống nhà của nó ở rồi, nó đóng bít bùng lại, nó ngồi trong đó rồi nó lên mạng, nó tuyên truyền cho mấy cái đám mà chống phá nhà nước. Khiếp mấy cái loại này, mỗi lần xem thấy là nó bức xúc trong người. Một đất nước yên bình không dạy những người tín đồ người ta sống tốt đạo đẹp đời để cho xã hội nó tốt hơn, cứ tối ngày lên tiên truyền tầm bảy tầm ba. Tôi nói chuyện các bạn nói về đạo, tôi cũng không phải là không biết về vấn đề mà trong Kinh Thánh luôn. Trong Kinh Thánh nó nói anh chị các bạn, nếu mà nói Tân Ước không có chỗ nào mà dạy những cái người tín đồ, những cái người lãnh đạo tôn giáo mà đi làm chính trị, cấm đó anh chị các bạn biết. Chúa Giêsu cấm trong cái Kinh Thánh mà Tân Ước đó, là ngay cả ông Philip, ông là một người đi làm cách mạng nha anh chị các bạn. Ông đi làm cách mạng, ông đi làm chính trị để đặng mà ông giành lại cái quyền độc lập của nước Do Thái đó. Khi mà ông đi làm chính trị gì đây, ông giết người rồi cũng dữ lắm. Nhưng mà khi ông gặp được Chúa Giêsu, Chúa Giêsu kêu ông hãy đi theo ta sẽ làm cho ngươi trở thành một người mà đánh cá, một người mà đi rao giảng tin tốt để đặng mà đem những cái con người hư mất về. Các bạn biết ông bỏ chính trị, ông đi theo và không có cho ông đi làm chính trị, bởi vì cái đường con đường chính trị nó mâu thuẫn và nó thủ đoạn, nó gian manh trong một cái xã hội. Các bạn thấy, còn mấy thằng này nó đâu có học cái tôn giáo căn bản như vậy đâu, nó học tầm bậy tầm bạ không à.
Bởi vì mấy cái tay mà tôn giáo mà lợi dụng lên mạng tuyên truyền tầm bậy tầm bạ, nó đi ngược lại với lại giáo chỉ của kinh thánh và tôn giáo không đó anh chị các bạn. Trong kinh thánh tôi nói về phần cổ ước là mệnh lệnh là cấm cái người mà lãnh đạo tinh thần đó không có được tham gia vào chính trị. Bởi vì đó cũng là một lý do tại sao mà công giáo càng ngày càng một bị suy sụp bởi mấy cái thành phần mà chính trị nửa mùa này, những con buôn chính trị này, nó khốn nạn như vậy đó, khủng khiếp. Thôi thì mình lại minh like ở đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, hẹn gặp like khác. Anh chị em các bạn có đề tài gì hay chia sẻ, lại minh sẽ góp phần vạch mặt những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước để anh em chúng ta cùng nhau học hỏi. Lợi Minh hiểu được cái gì, Lợi Minh sẽ cố gắng chia sẻ và đưa ra những cái bằng chứng thật để anh chị các bạn nhìn thấy rõ được những cái bộ mặt của những thành phần xuyên tạc núp bóng tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để đặng mà xuyên tạc chống phá đất nước. Thì anh chị các bạn có thông cảm, gần đây Lợi Minh ít có quay để thấy mặt mình. Tại vì cái mặt của mình càng lúc nó càng càng hẹp quá, cho nên mình bị săn lùng, mình bị chi nã, mỗi lần đi ra là mình phải cải trang, không có phải là Lợi Minh nữa. Cho nên anh chị em các bạn thông cảm. Mới lúc trước mình rất là phái đưa cái mặt mâm của mình ra, bây giờ mình đi thì phải ngó trước ngó sau. Trong chính trị thì nó phải đòi hỏi cái sự hy sinh anh chị các bạn. Nhưng mà mình làm như vậy, các bạn nên nhớ. Xin lỗi chị em mà mình có điện thoại rồi, chắc mình phải ngừng ở đây để bữa khác mình tâm sự tiếp. Hello, xin chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.